Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Cũng vì mê gái mà hỡi đời con, cũng vì mê gái mà hỡi đời con, cũng vì mê gái mà. Mô Phật chứ con nghĩ tu 5 phút cũng nạn nào vợ đời. Hello, xin hỏi ra đầu dây vậy? Phong hả? Thọ nè. Đủ mẹ, tao đang tụng kinh gọi tao làm chặt gì mày? Trời ơi, mắc mới giờ này tụng kinh mày? Mày điên hả? Điên con mẹ mày, tao đang tụng kinh sám hối để bớt tội lỗi đó cưu. Cái gì? Mày làm tội gì mà mày sám hối? Chửi bậy. Cái gì? Vậy thôi á hả? Nội lão. Còn gì nữa không cha? Còn nhiều lắm. Coi phim heo, rượu chè, hút thuốc, với ăn cắp. Ủa? Mày ăn cắp cái gì? Ăn cắp bản quyền mày. Vậy là sao? Tao không hiểu. Ăn cắp bản quyền tức là mày lấy nhạc của tao mày hát mày không trả tiền đó. Ủa, tao tưởng hổng mày nói tao là mày xin người ta rồi mà. Ừ, tao có xin, nhưng mà không có tiền trả thôi. Ok, có gì nghỉ tu đi, rồi đi ăn phở chung với tao. Thôi, hôm nay tao ăn chay. Cái gì? Mày ăn chay hồi nào sao tao không biết? Ừ, thì một năm tao ăn chay 6 tháng. Ừ, ok, cái gì tụng kinh trước đi, tao đi ăn phở xong rồi chút tao qua. Có gì mày nhớ tu go tao một tô bún bò Huế được không mày? Bún bò Huế làm gì? Tao tưởng mày nói mày ăn chay mà. Ừ, sáng tao ăn chay, chiều tao ăn mặn, bởi vì một năm mày chia đôi ra là ăn chay 6 tháng đúng không? Ok, có gì chờ tao mua cho mày rồi chút tao ghé, ok? Ok, có gì tao tụng kinh sám hối tiếp. Bye cool. Cái thằng khốn này. Cũng vì mê gái mà hại đời con, cũng vì mê gái mà hại đời con. Cũng vì mê gái mà hại đời con, cũng vì mê gái mà hại đời con. Ê, vẫn còn tụng kinh hả mày? Đúng rồi, tao nhiều tội lỗi lắm. Mày tội đâu nhiều quá vậy? Thì cái năm nay tao đi hát tao chơi xong rồi bỏ gần 15 con. Tao mới tụng được có 10 con mà còn 5 con kia tao chưa có tụng. Ủa mày mang gì qua vậy? Tao mang pizza. Pizza? Tao nói mày mang bún bò Huế mà. Bây giờ mày có ăn không? Kệ mẹ ăn luôn. Mô Phật cho con nghỉ tu 5 phút. Vậy mà tao tưởng mày mang bún bò Huế hoàng mang qua cho tao. Trời ơi, bún bò Huế hoàng ăn đâu ra mày? Nó bên xa rồi mà. Thì tao thích nói bún bò Huế hoàng lan, mày cũng ghệ cũ của tao làm bên đó. Ủa? Con nhỏ là 114 con mày chơi mày bỏ hả? Không, nó chơi xong nó bỏ tao. Ồ, vậy hả? Đúng vậy, bởi vậy cái năm nay tao phải chơi mấy con nhỏ khác để trả thù nó. Mày ác quá. Thì nãy giờ mày không thấy tao đang tụng kinh sám hối sao? Ê Phong, tao có chuyện muốn nói mày. Có chuyện gì? Nói đi. Tao không biết cái chuyện này nói làm sao, khó nói lắm. Đúng mẹ, có chuyện gì nói đi, đàn ông cha ấp úng làm sao? Tao nghe nói là mày rành những chuyện tình cảm lắm Phong. Không, đéo biết. Mày biết mà. Mày chơi nhiều con lắm. Chuyện tình cảm á, cái chuyện trên giường á. Mẹ tình dục nó đại mẹ tình dục thôi mẹ. Tình cảm làm như phim đại hàng vậy đó trời. Ừ, thì tình dục đó. Mày giúp tao được không? Rồi sao? Có chuyện gì hỏi sư phụ đi, tao dạy cho mày. Mày biết mà, tao quen với ghệ tao 5 năm rồi à. Nhưng mà nó không thích làm tình đó. Thì tại mày cô ngắn đúng không vô chứ gì? Không, vô được, nhưng mà nó không thích. Giờ tao hỏi mày nha, cái lúc mày làm á, nó có lên không? Nó là lớn lắm mày biết không? Giống như vậy nè. Trời ơi, con gái người ta lên là như vậy nè. Như vậy mày lên. Mày làm nó la thì la, vậy là nó đau chứ cái gì. Ủa, vậy hả? Đồ má bộ cu mày bự lắm sao? Không, cũng vừa à. Dài bao nhiêu? 5 inch. Mẹ tướng bự dày mà cu 5 inch. Vậy của mày dài bao nhiêu dữ vậy? Tao hả? 15cm. Vậy là mấy inch? Là 5.7 inch. Lớn tập xíu, nhưng mà nổ. Xíu. Giờ tao hỏi mày nha, cái lúc mày ra nó đó, nó khô hay nó ướt? Tao không biết đâu, lúc vô đại rồi. Trời ơi. Giờ tao hỏi mày thêm một câu nữa nha, là trước khi làm mày có ăn không? Có chứ. Trước khi làm tao ăn dĩa con gà đã mất sức với mày. Tao đâu có hỏi mày ăn cái đó. Vậy chứ ăn cái gì? Ăn chim. Thôi đó, tao không ăn chim đâu. Ăn gà mới có protein nhiều hơn nữa. Đúng mẹ. Tao đâu có nói mày ăn chim ở trên trời. Tao nói mày ăn chim ở trong chuồng đó. Là sao? Mày nói tao không hiểu. Thì ăn lộn nó cho nội. Tao đang tu mà mày cốc tao chữa bậy thôi mà là sao? Ý, ăn ba cái đó làm gì mày? Thì mày ngu quá à. Tại mày nhỏ tuổi mày không biết cái đó. Tao với mày bằng tuổi nhau à. Nhưng mà cái tuổi tác trên giường của tao nhiều hơn mày à. Nói cho mày biết á, mày về. Cái con chim á,
là con xem như giống như sợi dây thun vậy đó, nó co giãn một đứa bé chu từ trong đó ra mà con cu 5 inch của mày ra có nhầm nhò gì? Thì cái sợi dây thun đó mày phải ngâm nước thì nó mới giãn ra, chứ mày đem mày đút vô cái lúc mà nó đang khô thì nó đứt dây nó đau là đúng rồi. Ồ, oh, vậy ta phun nước miếng vô khỏi tầng ăn. Mày mất dạy. Con chim nó đẻ ra mày được mà mày đem mày phun nước miếng vô mặt nó, mày mất dạy quá. Ồ, oh, xin lỗi, tao không biết. Mày về mày xin lỗi con chim mày chứ mà mất mày xin lỗi tao làm chi. Tao nói mày biết nha, cái con chim á, mày ăn chim nó có 3 điều lợi. Cái điều thứ nhất á, là mày tỏ ra cái sự yêu thương, cái lòng trân trọng và kính nể cái con chim của mày với bạn gái của mày. Nó phải gặp đứa nào cũng ăn mày. Mày chỉ ăn với những người nào mày yêu thương, những người mày tin tưởng thôi. Ủa? Sao vậy mày? Mày gặp đứa nào cũng ăn là ghẻ trong miệng mà chắc con đĩ mẹ mà luôn. Ồ, gì ta. Còn thứ hai đó là mày làm cho nó ướt, nó co giãn ra để cho bạn gái mày nó khỏi đau. Còn thứ ba đó là mày ăn nó cho nó ra nửa đường rồi, mày chỉ cần đút vô một cái xịt nước, khỏi chơi đỡ tốn sức. Đúng không? Ồ, ta hiểu rồi. Vậy thôi, vậy thôi, thử tầm đi nha. Ok đệ tử, đi đi đệ tử, mà đừng làm mất mặt dòng máu dân tộc anh hùng người Việt Nam chúng ta.